Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới. Một trong những bản tin đáng chú ý nhất ngày hôm nay lại là thời tiết ở miền Nam California và miền Bắc, bởi vì cơn bão mang mưa lớn khủng khiếp nhất trong ngày hôm nay với ngày mai. Thảo Yên ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, đúng là như vậy. Tuần trước đó là chúng ta đã qua một cái cơn bão rồi, tưởng là hết, nhưng mà bây giờ đó lại thêm một cái cơn bão thứ nhì nữa, mà họ nói là nó còn mạnh hơn nữa. Đây là cái khu vực mà bão xuất hiện, nó sẽ mang đến cái hiện tượng gọi là bomb cyclone nữa, thưa quý vị. Thì bởi vì nó gần ở khu vực miền Bắc hơn, cho nên ở dưới miền Nam đó thì chỉ bị mưa có vài ngày thôi, nhưng miền Bắc á, thì khá là nặng. Nhìn chung đó thì bắt đầu từ hôm nay đó, ở quận Cam thì từ sáng cho đến khoảng đâu 4 giờ không có mưa, nhưng bắt đầu từ sau 4 giờ trở đi là mưa dầm về luôn và kéo dài qua cho đến ngày mai, thưa quý vị. Ở khu vực miền Bắc đó, chẳng hạn như là San Francisco Bay Area nè, rồi Sacramento Valley, thì họ nói thứ nhất là bởi vì mưa nhiều tiếng đồng hồ mà còn gió mạnh ở hai cái nơi này nữa, cho nên là những cái khu vực đó, thứ nhất họ vừa đưa ra high wind alert rồi high flood alert nữa, là không lái xe ở khu vực đó, rồi coi chừng bị đất chùi đó, rất là nguy hiểm. Rồi cái vụ mà ngập lụt đó là kéo dài luôn từ khu vực Oregon xuống đến Sacramento, thưa quý vị. Và ảnh hưởng đó đối với miền Nam California thì dự báo cho thấy, hôm qua tôi đọc tin thấy rằng Long Beach ngày hôm nay lại khủng khiếp luôn, riêng ở Long Beach và dọc theo vùng eo biển đó, thưa quý vị, chạy xuống tới San Diego luôn, đón nhận từ 2 tới 4 inches. Quý vị tưởng tượng bình thường một cái cơn mưa đó, nửa inch là nhiều lắm rồi. Đằng này riêng ở vùng duyên hải, tức là dọc theo vùng ven biển, 2 tới 4 inches. Riêng với vùng thung lũng và lên núi, tức là đi vào bên trong, thì bomb cyclone này tăng lên cái mức nước từ 4 tới 8 inches. Khủng khiếp luôn. Có nghĩa là Anaheim Hills, vùng Chino Hills, những nơi nào mà có cái chữ Hills đó, là bây giờ dân chúng sợ lắm. Bởi vì mưa mà kéo dài từ chiều nay mà sang tới ngày hôm sau đó, nó xói mòn các vùng đất ở phía bên trên cao. Và chúng ta thấy là từ những năm trước đó là hỏa hoạn đã gây ảnh hưởng đến các khu vực này rồi. Cho nên bây giờ không có cây cối gì ở trên đây để ngăn chặn nước cả. Và nước cứ xói mòn, vì thế sợ là làm thâm thủng xuống tới những cái vùng đất và có thể kéo theo nhà cửa nữa. Azusa, nơi xa lộ 210 và 605 đó, thưa quý vị, cũng khuyến cáo rất là nhiều hiện nay trong 2 ngày tới. Cho nên liên tục trong mấy ngày nay, quý vị thấy bản tin thời tiết, đặc biệt là ở California, người ta chú trọng đến nhiều, bởi vì chưa bao giờ một cái trận gọi là bomb cyclone. Nghe cái chữ bom thì mình thấy khủng khiếp. Họ nói không phải là nó nổ như bom, nhưng mà bởi vì khi mà quả bom nó nổ đó, nó cái đạn, cái mảnh nó bắn ra rất là xa. Và chúng ta thấy nó trải dài từ Oregon mà kéo tới miền Nam California luôn. Riêng ở vùng San Francisco nó còn kinh hoàng hơn nữa. Hôm qua thì có một cái bản tin cũng nghe thì cũng vui, tức là các vùng hồ nước chứa, và đây là những cái reservoir đó, thưa quý vị, những cái hồ nơi do con người tạo ra, công binh Hoa Kỳ tạo ra dựa trên những cái hồ nước cũ, nhưng mà họ đào xới thêm.
Và hiện nay đó, California đã có 7 tỷ Mỹ Kim ngân sách để tạo thêm những cái nơi chứa nước này. Thì riêng những cái hồ chứa nước, không phải là hồ thiên nhiên, hồ chứa nước 100% đầy. Và họ lo sợ ngay bây giờ khi mà nước nó tiếp tục nó tràn xuống nữa, nó tràn xuống các vùng hạ lưu bên dưới. Thì đó là tin vui. Nhưng mà lại có một cái tin mà chúng ta nghe thấy cũng hơi không hài lòng lắm, là các nhà khoa học khí tượng họ nói mặc dù ngay bây giờ tuyết ở trên cao nó có một cái lượng nước, lượng tuyết là 175% thôi. Bình thường á, những năm trước đó mình không có đủ tuyết. Hàng năm á, tuyết phải là 100% thì lượng nước trung bình hàng năm chúng ta mới có. Thì trong những năm trước nó không có đủ và thậm chí chúng ta thấy là tuyết là không có luôn nữa. Big Bear hoặc là những cái nơi chẳng là Lake Tahoe họ than phiền bởi vì không có tuyết. Hiện nay đó, tuyết là 175%, gần gấp đôi. Nhưng mà các nhà dự báo thời tiết họ nói rằng sợ đó là bắt đầu sau cái trận mưa này thì một cái đợt khô hạn lại kéo đến. Thì chúng ta lại sử dụng cái nguồn tuyết này chỉ trong 1 năm hoặc là 2 năm. Rồi sau đó nếu mà không có thêm các trận mưa nữa thì lại thiếu hụt nước. Cho nên chúng ta thấy là mưa nhiều như thế nhưng mà chưa có tin tức nào lạc quan nói rằng nguồn nước đã đầy. Người ta hy vọng là nước này khi mà rơi xuống đó, sẽ tràn đầy những cái giếng nước bên dưới. Mà quý vị biết vùng Fresno, Bakersfield, vùng thung lũng California nổi tiếng là nông nghiệp, trong thời gian qua trồng hạnh nhân, trồng tỏi, rất nhiều rau quả. Họ phải có những cái máy bơm nước từ phía dưới bơm lên, để bởi vì hạn hán mà. $10,000 một cái máy bơm nước là trong quá khứ cả chục năm trước đó. Bây giờ họ trong thời gian qua họ đã lấy gần hết nước ngầm. May là nguồn nước mưa hiện nay đã làm đầy các nguồn nước ngầm này rồi. Cho nên trong thời gian tới, cho dù có hạn hán, thì giới nông nghiệp rất là mừng ở California này vẫn tiếp tục cung cấp trứng, vâng, bò, rồi đâu phải là chỉ có rau quả đâu. Thì tin tức này cho thấy rằng chúng ta chịu đựng cái cơn mưa này, nhưng mà đó là một điểm rất tốt, bởi vì nước mang tới tiền cho California, chúng ta không chịu ảnh hưởng. Và hiện nay tình hình tài chính ở tại Hoa Kỳ này, Dow Jones lên có 57 điểm thôi. Những cái con số liên quan đến công việc làm vẫn tốt đẹp, thì điều đó cũng trấn an một phần. Họ lo sợ bước vào năm mới mà những cái tin tức liên quan đến các công ty vì giới tiêu thụ làm giảm cái nguồn chi tiêu của mình có thể gây ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Cái khu vực công nghệ cao đó, thưa quý vị, vùng Nasdaq đó vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng. Hiện nay rất nhiều những người di dân, trong đó kể cả những người Ấn Độ vân vân, vào nước Mỹ theo visa làm việc ở Mỹ này, hiện nay họ vẫn chật vật đi tìm việc làm thay thế sau thời gian bị sa thải. Amazon, Tesla, Twitter và nhiều công ty khác nữa, kể cả crypto, công ty tiền ảo. Nasdaq chỉ lên được 33, S&P 500 lên được 18, nhưng mà chưa biết được có giữ được màu xanh cho đến hết ngày hôm nay hay không. Công trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ là 3,69% giảm. Khi mà công trái phiếu giảm có nghĩa là số người vào mua công trái phiếu để làm nơi dự trữ tiền tài chính an toàn gia tăng. Dầu xuống 3 đồng 67 sen. Còn 73 đồng 28 sen và hy vọng giá dầu sẽ giữ dưới mức $80, cho dù là cái cuộc chiến ở Ukraine và Nga vẫn còn tiếp diễn. Vàng lên 18 đồng, hôm nay lên trở lại các con số kỷ lục từ nhiều tháng qua, 1.864 đồng một troy ounce. Và thưa quý vị, vào hồi năm ngoái đó thì quý vị cũng nghe chúng tôi tường trình đó là thành phố Los Angeles, chính quyền thành phố đã thực hiện cái chuyện là trả đất lại cho một cái gia đình họ Bruce, thưa quý vị, mà đã bị phía chính quyền tịch thu đất một cách bất hợp pháp vào thập niên 20. Thì
Năm ngoái đó là phía chính quyền đã trao trả và đưa lại cái giấy tờ sở hữu đất, nói chung là tất cả những cái vấn đề về pháp lý đó đã hoàn thành. Thì sáng ngày hôm nay, hậu duệ của cái gia đình này đó, những người mà được thừa hưởng cái đất này đã thông qua luật sư, bây giờ họ lên tiếng, họ nói sẽ muốn bán lại cái mảnh đất này cho chính quyền của thành phố với cái giá theo đúng giá thị trường hiện nay là khoảng 20 triệu Mỹ Kim. Và có vẻ như là thành phố cho biết là họ sẽ mua trở lại, chỉ không biết là cái quá trình này khi nào thì sẽ hoàn tất. Thì cũng cần phải nhắc lại thưa quý vị, đó là đây là hai cái miếng đất này do ông bà Willa với là Charles Bruce họ mua vào năm 1912 với cái giá là 1.225 Mỹ Kim thời đó. Thì hai ngay biển. Vâng, ngay biển. Thì lúc đó đó là họ chỉ xây một cái quán cà phê nhỏ, rồi họ xây những cái phòng lên, nó giống như một cái motel sơ sài vậy đó, phục vụ chính là cho khách du lịch gốc Phi Châu đi từ các tiểu bang khác đến cái khu vực này du lịch. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.